Bạn đang theo Phật hay ma? Quán trong lục đạo thì ta chỗ nào? Những người mình thường bang giao, thiện nhân ác quỷ phần nào nhiều hơn? Phật còn có trời cao hơn, ấy là quy luật vuông tròn thiên thu. Phàm phu thì có mắt như mù, có tai như điếc, chăm tu sáng dần. Thánh hiền thuyết pháp độ nhân, quỷ ma thờ cúng trăm phần vô minh. Thánh nhân từ ái bao nhiêu, quỷ ma ác độc gieo nhiều u mê. Phật tánh thì khiêm tốn mọi bề, quỷ ma lộng lẫy vạn bề xa hoa. Thánh nhân thì ăn nói chan hòa, tình thương cảm rõ còn ma sợ nhiều. Linh cảm cảm nhận sớm chiều, nhắm mắt lại thấy lòng nhiều bình an. Ấy là người phúc người an, nghe kinh thấy rõ lòng an tâm bình. Quỷ ma thường ép chúng sinh, đóng tiền sắm lễ cúng linh tinh hoài. Bán nhà bán đất đưa thầy, bình an chẳng thấy, đọa đầy là sai. Từ bi trí huệ an bài, mới là cội phúc mong ai xét mình. Thế gian thật giả linh tinh, đầy người theo quỷ, nghĩ mình theo tiên.